anh ước mong rằng hai đứa mình thành đôi, để hai chúng ta sẽ kết duyên vợ chồng. Một tiếng thôi mình đi hết đoạn đường đời, sông cạn đá mòn mình vẫn nắm chặt tay. Anh xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hái dung trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới, pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau. Nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời, đám cưới vui mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế trình phần lễ vật. Cái phần lễ vật đây là một cái gì cũng hết, đây là có sáu cái kèo lộc và hai cái tuần lễ. Và cái bên họ nhà trai có vụ tiếp tiền nước cho bên họ gái là cái này là trong đây 3 triệu. Còn bên thân vật trà rượu mất 4 năm để uống cúng ông bà có giảm. Thì xin thưa có gì thấy tự nhiên này ra cướp hình họ nhà trai xuống để thắng cái lễ cưới, cướp cái bộ khai hộp, có sắm cầu và cái tay là 3 triệu tiền trà nước, sau nữa có là 4 mâm bông vật, trước để cúng kính bà quá giảng, sau nữa để đại anh em họ dùng nhiều nước. Thì bây giờ mình tiến hành, bây giờ xong lễ vật. Xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hái dung trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới, pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau. Nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời, đám cưới vui mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mai đẹp tình phu thê. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mai đẹp tình phu thê. Không biết nó quay, không biết chừng nào mới xong. Tôi bữa đó cũng được tức chứ. Rồi vô hết luôn. Ngồi thấy ánh không thương nhiều kỳ lắm, nó để ngồi đang tức. Định đôi gà bạn thì không có gì hơn, con dưng ly rượu. Bây giờ mình dưng hai bên luôn hả? Dạ, dạ hai bên luôn. Bên cho quay phim cho dạ, dạ. Ừ. Em trang trẹo hàng đó. Chị Xu này với anh Xu kia, còn chị Xu kia với chị này nha Nút. Còn chú để cho mẹ rồi vợ. Rồi mời anh Xu hay đụng ly vô. Cũng đến suối rồi. Rồi ok. Rồi sao sáng ngày hết cái đi. Cho những ta đi rung. Ta không biết cái nhà có nào.
biết. Rồi, hai bà chị Xui đụng ly vô cái chị Xui ơi. Rồi. Rồi, con đừng giờ cho hai cậu quá gì cũng cái. Về thì mà đi hai cậu đi. Rồi, làm nhanh chóng cho họ nhờ cái. Rồi, chồng nó về thôi mà. Xuống. Hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cứ gặp một chuyện xuống. Tiếng yêu thương triền miên, tôn vang lời ca chúc nhau, hát du tình.
rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhớ trong đời, tình mình bên lâu suốt đời. Rồi dịnh vô ly một cái nồi ơi. Rồi uống hết ly rượu rồi nồi ơi. Uống hết luôn. Làm ăn ổn chứ. Sao vậy? Rồi bây giờ ái rồi lại đi. Rồi mà ông nội dịnh vô ly, chú rể ơi bưng lại luôn. Rồi bà Bảy ơi, bà dịnh vô ly giùm con. Rồi rồi bưng ly uống đi nồi Bảy ơi. Rồi mời hai bà nhận rượu cho cháu. Nói ra trước con đưa nói ra. Đưa nói ra trước đi thẳng ra trước mặt đó. Rồi hai bà cùng ly uống hết luôn. Con cứ đụ quá cho bà mại. Giờ tới cái phần nhà ông bà đã xong. Ông bà hiện diện xong. Giờ tới là cha mẹ là cả hai bên. À, tên vợ và tên chồng. Cười lên. Rồi hang xui cũng ly luôn hang xui ơi. Mặt cái mặt bà dâu giống bà già chồng, giống bà già rượu. Mày muốn từ đó đi ra. Rồi hết ly luôn xui ơi. Rồi hai chị xui cũng ly luôn. Bây giờ tôi xin có tiếng gì nha, bây giờ cô bác à, có bên nào cũng vậy, bên tay hay bên trái cũng vậy trai. Bây giờ đó mấy người cho nó lên đẩy, rồi hai người đại diện, rồi nhắm môi cho cháu nó nha. Rồi vậy đó, rồi hai ông đụng ly coi. Hết luôn cái gì? Hết luôn chứ sao vậy? Uống đi cho cô dâu cười coi. Tôi nghĩ chứ là bên họ nhà gái có cái gì đôi lời gì cảm tưởng đối với bên trai và đồng thời có gì đối với bên dâu để sau bên gái có gì không? Tính thế ra, có gì cũng đọc, tính thế ra, nhậu lại, gần xa, tính thế ra ông bà, tính thế nào đó đây. Con tôi, cháu tôi, nó có sai sót điều gì, xin quý ông quý bà nhịn mình tha thứ và nhớ lại dạy dỗ nó nghe dỗ quánh luôn những dạy quánh. Còn riêng vì bên phía đằng tôi có số bà con ở đây, vì phía đằng trai á kêu rằng cái gì cũng không biết. Tôi xin con dâu cho kêu cánh của Nam Thành và bằng ông bằng bà, bởi vì nó là em tôi, nó là em cái bằng ông cũng vậy, cái bà ông nội cũng vậy. Tự từ cổ bé làm đó cởi xuống coi đây. Thì tôi thay mặt gia đình vợ chồng sớm hương cũng cầu chúc hai họ, họ nhà trai và gái trong cái buổi lễ ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, người được giảm sự bình an. Thì tôi cũng có bao đời thêm là cũng đỉnh hai họ luôn dùng bữa tiệc thân mật tốt gia đình của sớm hương cụ lễ ra vỗ tay luôn. Kìa pháo hoa thương đừng đón dâu, kính chúc cho đôi uyên ương bền lâu, tiếng yêu thương kế duyên câu trầu đắp say lòng ngất người. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như du tình ta, sáng tân đường thưa tha qua mây, khiến ai đồng dối.
từ qua ngã nhau ngay mùa tung tăng, tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thôi đưa, còn đâu ngày xưa bình yên giống trời tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh mất biết lo này, mẹ cha thường hay bảo em cứ lấy chồng. Ngày mai mình cưới nhau đi cho quê ta nức tiếng cười, người đi đào xóm cuối xóm rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi ta bên nhau đến suốt đời, mặc cho đời lắm sóng gió mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi ta xin thêm may nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp, cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi ta yêu thương đến lúc già, biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng thôi phai. Ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba,
yêu có ai, đừng rời xa em người yêu dấu ai, vì em đây chỉ mong được bên ai. Cô thì ông bà có giảm xong, ông bà tiền và cô bác chung là xong hết, thì tôi
ơn cô bác và có cái phần quà tặng ngày vui của cháu Việt. Rồi bà nội ngày vui của cháu là cũng có đề nghị cho cháu Việt năm nay. Rồi cũng ngày vui của nó mà chúc mừng cho nó được trăm năm hạnh phúc. Rồi xin chào, vỗ tay vui vẻ luôn. Anh không biết nói gì hơn, chúc em là trăm năm hạnh phúc. Rồi, sau đó anh có một món quà nhỏ nhỏ tặng cho em là hai cây dừa. Dừa cây lộc, dừa bánh tre, anh quan. Hai dừa bánh tre. Cây dừa thì đâu mấy trăm thước à cái nàng. Quá nhiều quà lắm nha. Nhiều quà mà không có. Trân trọng kính thưa, trân trọng kính mời ông hội cùng với các đồng chí các cụ, rồi hết đi luôn. Tên Giọt Men Tình.